Trong cuộc sống tu hành của mình hàng ngày có những sự va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Có người thì bỏ được, có người thì không bỏ được. Nếu một chuyện nhỏ mình không bỏ được thì mình không hoàn tất được chuyện lớn. Mà cái lớn của mình là để tu mà trở về với Phật, đó là cái lớn nhất mà mình mong cầu. Còn những chuyện lặt vặt của thế gian bên cạnh mình không bỏ được, mình cứ ôm vào trong người, mình cứ đem lấy đem vào hoài, nó sẽ sanh phiền não. Và cái phiền não này là một cái chướng ngại lớn nhất cho sự tu học của mình. Bây giờ mình muốn tiếp nhận được ánh sáng của Như Lai, của Phật Tổ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải giữ cho cái đầu chúng ta thật là trong sáng, thật là tinh khiết, cái lòng mình thật là rộng lượng, từ bi bác ái. Lúc đó Ngài mới phóng quang tiếp điển cho mình. Bây giờ quý vị mời Thầy tới cái nhà, phòng khách quý vị luộm thuộm, dơ giấy, không sạch sẽ, không ngăn nắp. Thầy tới có lần, lần sau Thầy không muốn tới nữa. Đây là phòng khách của Như Lai nè. Nếu quý vị không dọn cho sạch đi á thì khó lắm, khó mời Ngài lắm. Hiểu không? Hiểu ý Thầy nói không? Nếu cái đầu chúng ta không sạch, tức là phòng khách chúng ta không có sạch, muốn tiếp nhận quyền năng của Ngài là cái này nó phải thật là sạch và tinh khiết. Lúc đó mình mới tiếp nhận được cái ánh sáng của Như Lai. Mà không phải một lần đâu, nhiều lần. Mà nhiều ngày. Mà mỗi giờ. Mình ngồi xuống là mình tiếp nhận được liền. Giống như ánh sáng của mặt trời vậy đó, phóng xuống tất cả cho bá tánh chúng sanh hàng ngày. Người nào mà hiểu biết nhiều hơn, trong sạch hơn, tinh khiết hơn sẽ nhận được nhiều hơn. Cũng như một cơn mưa lớn xuống vậy đó, cây to thì hút nhiều, cây nhỏ hút ít. Nó cứ nở theo cái thể loại của nó và nó sống hoài, không bao giờ ngừng nghỉ. Ánh sáng của Như Lai là như thế đó. Nếu chúng ta là những người chấp nhận con đường trở về với Ngài, chúng ta phải dọn cho thật sạch. Từ trong cái trí tuệ, trong tâm hồn, trong con tim, trong hơi thở của mình, từng giờ, từng phút, từng giây, thì sớm muộn gì quý vị cũng phải trở về với các Ngài như ý muốn của mình. Thầy mong rằng là ngày hôm nay những gì mà Thầy chia sẻ, cái ước mong của Thầy quý vị tiếp nhận và thực hiện liền liền trong ngày hôm nay. Có nghĩa là cố gắng làm sao phủi bỏ những gì sau lưng mình, đừng nhìn lại cái quá khứ. Làm ơn đừng nhìn lại quá khứ. Bởi vì các Ngài nói rất là rõ, con hãy sống cho chân thật ở hiện tại thì tương lai con sẽ hoàn hảo. Tại sao? Trong giây phút này Trung Đạo đang nói với quý vị đây, tư tưởng, tấm lòng của Trung Đạo rất là hạnh phúc và an lạc. Cái giây phút an lạc hạnh phúc này nó tiếp tục, nó cứ gửi ra hoài không ngừng nghỉ, thì nó quay trở lại với mình là an lạc hạnh phúc không ngừng nghỉ. Bởi vì theo luật quả báo của nó mà chúng ta không thể nào ngăn chặn nó được. Không ai có thể ngăn chặn được nghiệp quả của ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể thay đổi được nghiệp quả của ngày mai bằng cách là chúng ta sống thật là chân thật, an lạc hạnh phúc ở giây phút này. Bởi vì sao? Bởi vì tương lai là hiện tại luôn luôn tiếp diễn, đúng không? Tương lai là hiện tại không ngừng nghỉ. Giây phút này lấn tới, giây phút kia lấn tới. Cho nên chúng ta phải luôn luôn niệm Phật, không ngừng nghỉ. Để chi? Để chúng ta tiếp tục đi tiến về tương lai, về phía trước, về cùng với chư Phật. Hiện tại, tương lai là hiện tại luôn tiếp diễn, không ngừng nghỉ. Cho nên cố gắng trong đầu mình, trong lòng mình luôn luôn thải ra những luồng an lạc hạnh phúc cho huynh đệ, bá tánh chung quanh. Đó là mình hành đó. Cái đầu mình nghĩ tốt, cái miệng mình nói tốt, cái hành động cử chỉ mình tốt, thì mình luôn luôn mình thảy ra những nghiệp quả tốt. Cái miệng mình nói tốt nhưng mà cái đầu mình không tốt, rồi cái hành động mình tốt, cái đầu mình vẫn tính toán không tốt, thì nó cũng trở về là quả báo thôi, chứ không phải là nghiệp lành. Hiểu không? Bởi vì tư tưởng làm chủ tất cả, tướng tự tâm sanh, vạn pháp cho tâm sanh. Thành ra tư tưởng mình làm chủ tất cả. Bây giờ cái miệng mình có cười thật là vui, lời nói mình có thật là dịu ngọt, nhưng mà trong cái đầu mình á, tính toán đủ thứ chuyện để đưa nó vô cái ngõ hẻm đó đó,
thì mình cũng nhận cái quả báo rất là xấu thôi, bởi vì đó là cái âm mưu. Hiểu không? Tất cả đều trở lại là không tốt, cho dù cái miệng mình tốt. Thành ra mình tạo nghiệp mà mình không có hay. Và chúng ta tổn âm đức, cái miệng mình á, nói chuyện người ta nghe được là dương. Còn cái sự suy tính trong đầu mình không ai biết nó là âm. Nhưng mà nếu mình tiếp tục làm như quậy hoài đó, thì cái âm đức mình sẽ bị tổn. Mà âm đức tổn rồi tu học rất là khó. Cho nên mình gọi là mình học sống tổn âm đức á, là mình khó gặp Như Lai ghê lắm. Bây giờ mình làm công đức đi. Công đức bình thường chúng ta chỉ biết công đức là làm những điều tốt lành, nghĩ tốt lành, nói tốt lành thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta quên một điều là công đức nó có hai mặt lận. Trước mặt mọi người mình rất là tốt lành, làm những điều rất là hay, nói những điều rất là hay. Nhưng sau lưng mọi người mình tính toán những điều không ai biết được, mà có thể hại chết nhiều người luôn. Thế nên mình tổn cái âm đức, mặt dương thì tốt, mặt âm thì quá ư là xấu. Cho nên mình không hoàn tất được cái công đức, nó có dương và âm. Hiểu không? Hiểu không? Những điều chúng ta thấy đây nè là dương hết, mình làm cái gì cũng tốt lành hết, nhưng mà khi về phòng mình rồi đó thì mình có đủ âm mưu hết trơn á. Lúc đó mình đang bào mòn cái âm đức của mình đi. Cho nên mấy thầy pháp ngày xưa, mấy ổng giải ma quỷ ếm á, ổng bắt mấy con vong linh á, ổng nhốt hết rồi ổng hành hạ nó. Thành ra con của ổng đẻ ra nó giật chết liền. Riêng bản thân ổng nó chết một cách tàn khốc lắm, rất là kinh khủng, không có chết được bình thường như người ta đâu. Tụi nó bu vô nó ăn ổng 1-2 tuần sau á, mà gia đình đâu biết, cứ nuôi cho ổng ăn hoài ban ngày thì ổng ngủ một giấc dài tới đêm, đêm có ổng ăn không, mà tới chừng 2-3 tuần sau mới biết được ổng là bị ma nó ăn rồi. Bởi vì là quả báo của ổng ngày xưa ổng hành hạ người ta, bị nó hành hạ ngược lại, bây giờ ổng tổn âm đức quá nhiều. Nhưng mà người ta nhìn vô người thấy ổng này rất là giỏi, bắt ma trị quỷ rất là hay, nhưng mà ông làm tổn thương cái âm linh của người ta quá nhiều, cho nên cái đời cuối của ông rất là khổ. Nó ăn ổng luôn, nó ăn giùm ổng á. Thực sự ổng không ăn được gì, ổng đã chết trước đó rồi, nhưng mà vẫn dùng cái xác ổng để trong cái việc sống hàng ngày. Tại vì trong xóm thầy cái ổng chơi lỗ ban, ổng bị như vậy đó, mà thầy nhìn thấy thầy biết được. Cho nên đời thầy không bao giờ dám sống giống như những người đã xảy ra như vậy. Thầy nhìn họ thầy học, cho nên các ngài dạy mình á, nhìn thế gian á để hoàn tất sự học của mình. Bởi vì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Nếu mà mình giãy nảy với một cái điều không tốt bên cạnh á, là mình đã từ chối cái bài học đó rồi. Hiểu không? Bây giờ mình cứ mong thuận cảnh tới hoài à, thì làm sao mà mình tiến thân được? Cái khi mà mình nhìn thấy nghịch cảnh là một món quà tốt cho mình, lúc đó mình mới giỏi được, mình mới học được. Còn mình nghịch cảnh mà mình không chấp nhận nó, đời mình không bao giờ tiến hóa được. Mình coi nghịch cảnh như một món quà. Nghịch cảnh là một trợ lực, một cái trợ duyên cho mình để tiến qua, tiến tiến vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn trong hiện tại. Lúc đó chúng ta mới đủ định lực vượt qua những cái khó khăn hơn trong tương lai. Cho nên mình phải nương vào niệm Phật để mình tạo định lực cho chính mình. Chứ thầy với ni sư không có cho quý vị cái định lực đâu. Mà định lực là chính mình phải tạo nên, bằng cách là mình năng nổ tinh tấn trong việc niệm Phật, tu học của mình, bằng cách là biểu lộ với huynh đệ bá tánh chung quanh mình, ban rải cái tình yêu thương của mình càng nhiều càng tốt, cho người ta tấm lòng của mình càng nhiều càng tốt. Bởi vì mình không bao giờ mất một điều gì cả. Bởi khi mà mình chấp nhận cho thì cái luật quả báo sẽ đem trở lại cho mình tất cả những gì mình đã cho, mà nhiều hơn những gì mình đã cho. Nó gọi là nhân quả đó. Mình cho càng nhiều trở về càng nhiều, theo đúng định luật của nó, mà chúng ta không thể nào mà ngăn chặn được. Đi tu là chấp nhận buông bỏ, đúng không? Đúng không? Chắc không? Chắc không? Chưa chắc. Có những cái tức cười lắm á, những cái nhỏ nhỏ mà nó làm cho mình nổi nổi sân, nổi quạo á. Hiểu không? Cái sân mình nó càng to đó, ông Phật mình nó càng bé. Cái sân mình hay lắm. Cái sân mình nó đại diện cho cái ngã của mình á. Cái sân mình nó càng bự thì ông Phật mình nó càng chút xíu xíu thôi. Cái sân mình quá lớn thì ông Phật biến mất luôn, ổng bản thân ổng không phải sợ mình nữa đó. Hiểu không? Cho nên lấy cái sân đó đó để cho mấy ông thầy thuốc nam thuốc bắc phơi thuốc đi. Hiểu không? Đừng có để cho mình à.
Cho nên niệm Phật là buông bỏ, là tha thứ. Nếu chúng ta không buông bỏ và tha thứ được, sự niệm Phật chúng ta nó không đi tới đâu hết. Há niệm Phật trong lòng còn sân á, là nó tạo quả lẹ lắm, rất là mau. Niệm Phật mà còn buồn phiền á, thành ra không bao giờ niệm Phật tinh tấn được. Niệm Phật còn buồn phiền sẽ sanh bệnh tật. Thử coi đúng không? Há niệm Phật còn buồn phiền là sanh bệnh tật. Thân mình còn đau, thân mình còn mệt mỏi, thân mình còn có những cái làm cho mình khó chịu. Cho nên niệm Phật phải vui, niệm Phật phải hạnh phúc, niệm Phật phải an lạc, niệm Phật phải hoan hỷ. Đã chấp nhận tu niệm Phật là phải dứt bỏ những cái không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Được chưa? Hả? Bỏ được chưa? Tu sửa nha, tu sửa, tu bổ, tu chỉnh. Một ngày sửa một chút, mình sai sai cái mình chỉnh một chút, cái mình thiếu quá mình bổ một chút. Nhưng mà bổ những cái cần thiết thôi nha, những cái không cần thiết đừng có bổ vô, nó thừa ra sanh bệnh, hiểu không? Nó rất là đơn giản, cái tu nó rất là đơn giản. Nếu chúng ta coi tất cả mọi thứ là thuận cảnh, đơn giản ghê lắm. Bởi nhờ mình nhìn tất cả mọi thứ là thuận cảnh, cho nên đời mình không bao giờ nhìn thấy nghịch cảnh. Đúng không? Có đúng không? Nếu chúng ta nhìn thấy mọi thứ đều là thuận cảnh hết, thì chẳng bao giờ chúng ta thấy nghịch cảnh, cho nên khó sinh phiền não lắm. Trung đạo là người đi nhiều nơi đó, khó ai chọc giận trung đạo lắm. Không được luôn á, muốn cũng không được nữa đó. Thực sự luôn á, cứ muốn làm chúng đạo giận cũng không được. Chúng đạo thấy người ta giận lên là bắt đầu chúng đạo xuống nước năn nỉ, nói nhỏ nhẹ. Để chi? Để hai bên khỏi tạo nghiệp. Nếu vì mình mà người ta tạo nghiệp, mình cũng có lỗi rồi, đúng không? Vì mình mà người ta nổi điên lên á, là coi coi lại của mình, tại sao mình làm cho tao nổi điên? Hiểu không? Mình phải xét lại mình trước. Cho nên tiên sự bị hậu bất sự kỷ á, tu niệm Phật là phải luôn luôn xét mình nè. Đừng có xét người bên cạnh. Xét mình. Xét mình coi mình đã làm gì cho người bên cạnh nổi điên. Để khi mình dễ thương hơn, mình đẹp trai hơn, đẹp gái hơn, hay là mình cái gì đó, thì ta cũng không có thích. Đó là cái tính chung của thế gian. Mình nhỏ nhẹ, dịu dàng, nói năng ngọt ngào, có nhiều người bên cạnh cũng không có thích đâu đó. Thì sao? Họ không biểu lộ được giống mình, họ không thích. Vậy thôi. Khi thầy đi vào niệm Phật, tu hành cho bản thân mình, thầy mới hiểu được những gì thầy làm trong quá khứ là tạo tội lỗi không thôi. Thầy rất là hiền. Đi học không bao giờ gây lộn, không bao giờ nói lớn tiếng với ai hết. Trước khi đi tu cũng vậy, rất là vui vẻ với mọi người. Nhưng mà khi đánh nhau ngộ lắm, thầy cũng cười, nhưng mà thầy đập nó te tua luôn. Ông kia ông hỏi sao mày cười mày đánh tao hoài vậy? Nó tôi cười tôi đánh nó mới không biết chứ. Nhưng mà khi nghĩ lại nó, ủa sao mình làm như vậy? Mà mình không biết mình làm cái gì nữa. Bởi lúc đó mình vô minh ghê lắm. Mình chưa có biết nghiệp quả là gì, mình chưa có biết nhân quả là gì. Mình chưa có biết tạo nghiệp, gọi là thì bên công giáo thầy không có học cái đó. Ta không cho mình biết là cái đó là nghiệp, là nhân quả xấu không có. Khi mà thầy bước vào Phật giáo thì mới hiểu được nhiều thứ vô cùng. Thì càng ngày càng tinh tấn, ngày càng tinh tấn để mà mình rửa những cái mình đã làm trong quá khứ. Mình rửa không ngừng nghỉ luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ tạo những cái mới. Trong lúc mình rửa những cái cũ á, thì mình lại trồng những cái mới. Quý vị có hiểu thầy nói không? Chúng ta đang sống trong ở cái giây phút hiện tiền này là chúng ta đang hưởng những cái, đang tạo những cái cũ. Và chúng ta đang tạo những cái mới. Hiểu không? Chúng là nhân quả không ngừng nghỉ, luân chuyển trong không khí. Nhân quả luân chuyển không ngừng nghỉ trong cuộc sống hiện tiền của mình. Không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên nghiệp quả xấu và tốt đều không ngừng nghỉ đến với cuộc đời của mình. Hả nó đến xấu quá là nghịch cảnh. Hả tốt nó đến là thuận cảnh. Hiểu ý thầy không? Thành ra tất cả những cái đều đến với chúng ta đều do bản thân mình tạo ra, chứ không có ai tạo ra cho mình đâu. Xấu tốt đến đều do chính bản thân mình đã trồng nó rồi. Cho nên nó quay trở lại nó cắn mình. Hạ xấu là nó nhai, nó gặm nhấm mình mỗi ngày. Còn tốt mình vui vẻ. Ý của thầy muốn quý vị hả chấp nhận tu học để trở về với Phật tổ là phải chấp nhận thuận cảnh và nghịch cảnh như nhau.
Khi chúng ta tiếp nhận những điều này giống như nhau, chúng ta đi vào trung đạo được, hiểu không? Khi vào trung đạo là chúng ta có con đường trở về với các ngài, bởi vì tất cả các ngài đều đi vào trung đạo mới đắc. Niệm Phật là đi vào trung đạo. Nếu chúng ta ngồi niệm Phật là chúng ta đi vào tịnh độ, đúng không? Còn chúng ta ngồi thiền không niệm Phật là thiền, đúng không? Thế là thiền tông và tịnh độ tông, đúng không? Nhưng chúng ta bắt đầu chúng ta không có dính vào tịnh độ tông hoặc không qua thiền tông nữa, chúng ta ngồi xuống niệm Phật, hít một hơi dài niệm Phật, thở ra niệm Phật, chúng gọi là niệm thiền. Khi đi vào niệm thiền là chúng ta đi vào trung đạo, để chúng ta trở đi thẳng vào với Phật. Vì khi chúng ta còn phân biệt, còn nhìn thấy sự khác biệt của huynh đệ mình và của chính mình là chúng ta còn chấp. Khi chúng ta còn chấp sự phân biệt là chúng ta còn kỳ thị. Hả, tu mà có sự kỳ thị là chướng ngại lớn nhất. Có hiểu ý thầy nói không? Khi chúng ta còn sự kỳ thị là chúng ta có sự phê bình và chỉ trích. Khi có sự phê bình và chỉ trích, có đụng chạm qua lại. Hả, đụng chạm qua lại bằng lời ăn tiếng nói, lâu dần trở thành hận thù. Hận thù là có giết chóc. Hả, giết chóc là đọa. Hả, còn hận thù là cái sanh ra giết chóc. Giết chóc bằng tư tưởng, giết chóc bằng lời nói, giết chóc bằng hành động là đọa. Và người tu đừng nên như vậy. Đừng. Chúng ta nhìn ai cũng vậy hết, đều là Phật cả. Nếu con mắt của mình á, nhìn tất cả các vị là Phật hết, thì tự nhiên mình sanh cái lòng khiêm nhường. Khiêm nhường vô cùng luôn. Rất là khiêm nhường, bởi vì mình đang đứng trước tất cả các vị Phật sẽ thành. Nhớ không? Một ngày nào đó chúng ta sẽ thành. Nếu mình đem tấm lòng này cầu nguyện cho tất cả sẽ thành, tại nên mình sống rất là khiêm nhường. Cái lòng khiêm nhường mình tuyệt đối mang tới cho tất cả các huynh đệ nhiều năm như vậy, tự nhiên trong lòng mình sanh cái lòng thành kính, rất là kính trọng. Cái lòng kính trọng này tuyệt đối với tất cả huynh đệ của mình và tất cả sự sống chung quanh mình, tự nhiên mình sẽ sanh lòng thương yêu. Nhờ cái lòng thương yêu tuyệt đối với huynh đệ bá tánh chúng sanh của mình gửi đến cho tất cả không ngừng nghỉ, lúc đó mình mới sanh ra từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ. Khi mà mình đã có những cái đức tính này rồi thì gọi là Phật tính. Cái đức tính này lớn thật lớn lên, nó chiếm ngự hẳn con người mình luôn, hiểu không? Chiếm hẳn con người mình luôn. Thì khi mình biểu lộ là cái đức tính đó biểu lộ, khi mình nói đức tính đó nói, khi mình nghĩ cái đức tính đó nghĩ, thì mình là ai? Mình là A Di Đà Phật, đúng không? Đúng không? Cho nên các ngài khuyên mình á, phải biểu lộ, phải biểu lộ mới thành được. Thí dụ mình nói tôi là Phật, đúng không? Mình nói, mình có quyền nói tôi là Phật, mình có quyền nói tôi là con của Phật. Nhưng nếu mình không sống với những cái đức tính này của Phật thì ông Phật trong lòng mình không bao giờ xuất hiện. Còn các ngài hướng dẫn mình, con phải sống với những đức tính này từ 1 tới 5 năm, không ngừng nghỉ, trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng sự suy nghĩ, trong từng hành động, trong từng hơi thở của con, thì 5 năm sau đức tính này sẽ hòa nhập sâu trong bản chất của con. Thì con và đức tính này là một, thì con là ai? Chư Phật biết, đúng không? Mình không cần người bên cạnh biết, mà chư Phật biết là đủ rồi. Nếu mình cần bá tánh chung quanh biết mình thì mình còn mong đợi cái danh đó, không cần thiết. Chỉ cần làm sao chư Phật biết mình là đủ, lúc đó mình mới có cơ hội nhiều nhiều nhất để được trở về với các ngài trong âm thầm. Mà khi mà các vị mà biết mình rồi đó, cái lợi lạc rất là lớn, rất là lớn. Bởi vì lúc đó mình sẽ chia sẻ được cho bá tánh nguyên đệ của mình rất là nhiều điều lợi lạc mà chư Phật đã ban cho mình, đúng không? Cố gắng sống biểu lộ để chi? Để Phật tánh trong mình đứng lên và chiếm ngự cái thân xác này và làm chủ thân xác này,
thì lúc chúng ta sẽ quay trở về với Phật rất là nhanh. Trung đạo là người đã được chiếm ngự, đã được chiếm ngự trong nhiều năm, nó nhỏ thôi. Thực sự sống trong đó rồi mới hiểu được, mới hiểu được cái an lạc hạnh phúc vô cùng tận. Thầy rất là hạnh phúc, cái hạnh phúc của thầy phải nói là nó tràn trề. Đi tới đâu thầy cũng vui, đi tới đâu thầy cũng an lạc, đi tới đâu thầy cũng hoan hỷ, ai nhờ cái gì cũng làm. Thầy nói thật với quý vị nha, những ông thầy khác thấy trung đạo làm việc cho huynh đệ bá tánh đây, mấy ông không nghĩ ra được tại sao ông trung đạo có thể ngồi xuống đó mà nắn nót cái chân của một người. Cho dù ni, cho dù tăng, cho dù tục, trung đạo vẫn nắn nót bằng tấm lòng, chứ không có phân biệt. Nhờ cái tấm lòng trung đạo không phân biệt, cho nên trung đạo được gần gũi với sự an lạc hạnh phúc. Thì chứ thầy mà trung đạo mà trị bệnh cho quý vị nha, quý vị tới thầy, ni sư tới bệnh với thầy cũng vậy. Thầy đối xử ni sư giống như một vị huynh đệ ngoài kia đến gặp thầy, thầy cũng đối xử y như vậy, bởi vì tấm lòng của Phật dành cho chúng ta cũng không có sai biệt. Hiểu không? Nếu chúng ta còn sai biệt và cái lòng yêu thương mình chưa có được bình đẳng, khi lòng yêu thương chưa được bình đẳng thì Bồ Tát hạnh không bao giờ xuất hiện, đúng không? Thì tình yêu của Bồ Tát là bình đẳng. Thử tập coi, tập được không? Được không? Nếu mình tập được ngày hôm nay, ngày mai mình sẽ tập được dễ lắm, không có khó đâu. Trung đạo sẵn sàng đi xin lỗi người ta, nếu người ta nghĩ trung đạo có lỗi lại xin lỗi liền, mà vui vẻ lắm. Xin lỗi mà cái miệng cười vui lắm. Người ta nghĩ ông không có thật lòng, ông xin lỗi mà ông cười không à. Đáng lẽ xin lỗi nó phải nhăn nhó khóc kìa, nó mới đúng, đúng không? Này xin lỗi mà ông cười không à. Thì xin lỗi trong sự an lạc mà, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu mà phải buồn. Vì khi mình xin lỗi người ta mà mình không chịu trong lòng á, phải xin lỗi nó thôi, nếu không xin lỗi nó giết mình chết, nó đè mình hay là nó ếm ếm mình, hay là nó gì ở Việt Nam mình gọi là cái gì là đì đì mình á. Ừ, nếu không xin lỗi nó đì mình chết, lại xin lỗi nhăn nhăn cái mặt nó mới tha cho mình, hiểu không? Trung đạo không có vậy, xin lỗi người ta vui lắm, chấp nhận mình có lỗi lại xin lỗi, cười vui, cái ông kia thấy mình cười hết giận, dễ ghê ha. Dễ, rất là dễ. Có người á gọi phone trung đạo, nói nặng nói nhẹ trung đạo, trung đạo vẫn bình thường, rồi lại gặp người ta vẫn vui, vẫn kính trọng, vẫn khiêm nhường, không có gì, không có nói câu gì buồn phiền hết á. Khi ông hiểu được rồi ông thương mình nhiều hơn đó, vậy đó. Tại chúng ta niệm Phật, cái lợi lạc lớn nhất của mình là gì? Là mình phát triển được cái lòng đại từ đại bi. Bên cạnh đó mình còn phát triển được trí tuệ. Mà mình phát triển trí tuệ rộng 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 nữa thì gọi là tri kiến Phật. Lúc đó mình sẽ được học trực tiếp từ nơi các ngài. Mình nhận những cái luồng quan điểm mà trong đó có những cái tin nhắn á, của mấy ổng á xuống trong cái đầu mình á. Ổng gửi phone mọi người phải không? Thì ổng gửi qua cái đầu mình luôn. Mình tiếp nhận được cái tin nhắn đó. Hay lắm đó. Rất là hay. Nếu mà mình yên tĩnh mình ngồi xuống coi, mình có cái điều gì thắc mắc buồn phiền, mình chỉ hỏi một câu thôi, tự nhiên cái tin nhắn nó vô cái đầu mình là mình có câu trả lời liền. Thử làm đi. Khi chúng ta nhất tâm hỏi một câu thật lòng để học hỏi, ngồi xuống đó yên tĩnh mà hỏi, thì tự nhiên mình sẽ có câu trả lời ngay tức thì. Cách đây 20 năm, trung đạo bên Mỹ sống rất là đơn độc, chỉ tu học có một mình mà không có huynh đệ. Tại vì đất Mỹ nó rất rộng thênh thang, ở cái nơi mình ở không có người Việt. Ngồi xuống trước chánh điện, gõ mõ tụng kinh, chỉ hỏi con câu thôi, gõ chuông liên tục hỏi, hỏi mẹ Quán Thế Bồ Tát á, tới bây giờ mà con vẫn chưa được vị minh sư ngồi trước mặt để giảng cho con nghe những lời con muốn nghe. Con muốn tu học nhưng mà chưa được ai ngồi xuống để hướng dẫn cho con. Tất cả những cái con đều phải suy nghĩ, tìm tòi, mò mẫm trong bóng tối. Tại sao? Biết câu trả lời sao biết không? Ngươi già rồi, tự đi đi. Hồi nhỏ ta dẫn ngươi qua đường, bây giờ ngươi lớn phải tự qua đường. Hỏi nữa hả? Tự lo đi. Thầy mới ngộ ra một điều. Hồi mình còn học tiểu học á, thì có ông thầy kèm. Lên trung học có ông thầy kèm, đúng không? Lên đại học là tự tìm hiểu đi. Hiểu chưa? Hiểu chưa?
tự tu, tự chứng, tự thành. Khi còn nhỏ là ni sư với thầy hướng dẫn, nhưng khi lớn cái đầu rồi phải tự mình tìm ra con đường trở về, chứ không phải ngồi đó mà chờ ni sư hay thầy nhắc. Hiểu ý thầy không? Chứ niệm Phật mà ngày nào cũng vậy, cứ ở chỗ đó hoài à, niệm chi nó phí công. Niệm 30 năm rồi vẫn bệnh, niệm 30 năm rồi vẫn già nhăn hóp hép. Niệm Phật phải vui vẻ nè, phải mạnh khỏe nè, lúc đó mình mới tỉnh thức, mình trở về với các ngài chứ, đúng không? Đúng không? Niệm mà còn không có hơi mà niệm nữa, làm sao mà đi về với Phật? Hiểu không? Niệm ơi, Nam Mô, đừng hòng, ông thấy mình là ông cũng ngán rồi đó. Niệm Phật phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, phải tạo cho mình có một cái sự an lạc hạnh phúc trong cái niệm Phật, lúc đó mình mới mạnh mẽ trở về với các ngài được. Nghiệp quả nó đi theo tư tưởng của mình, hả? Tư tưởng mình phóng ra là nó trở lại, hả? Mình phóng ra nó trở lại. Thật ra mình là người niệm Phật phải biết một điều, phải cố gắng gìn giữ điều này nè. Cái đầu chúng ta rất là mạnh mẽ, bởi vì mình niệm Phật thường xuyên, cái luồng quan điển, cái luồng nội lực của mình nó mạnh ghê lắm. Mình vừa nghĩ là nó ra tận cùng vũ trụ, nó đụng 7 cái ngôi sao lớn trong vũ trụ, quay trở về với mình liền. Nó to làm 4 lần đó, hiểu không? Nó lẹ ghê lắm, nó rất là lẹ. Thật ra mình phải cẩn thận trong cái lời nói này, cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong hành động. Thầy rất là cẩn thận. Thầy mới đậu xe để đi lên cái tàu du lịch thầy làm, thầy vừa ngừng xe, mở cửa ra, bước xuống xe, lụm được 2 đồng. Thầy cầm 2 đồng đó, thôi chết cha rồi, hôm nay chắc mất 6 đồng lợi ích. Mà thầy lại không nghĩ chuyện gì, lụm 2 đồng nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết để trả lại cho người ta. Thôi kệ đó, cầm 2 đồng bỏ túi đi. Cái lên tàu du lịch làm, cái tối về thì khi làm xong á, thì có một cái công việc làm cho mỗi một công nhân trên đó để hoàn tất trước khi xuống tàu. Thì thầy lại không muốn làm cái việc này. Thì đang ngồi suy tư không biết nhờ ai đây, thì có cái anh kia anh chạy tới nói: "Tôi làm cho ông việc này, ông cho tôi 5 đồng nha." Cái mình đưa cho nó 5 đồng mà khỏi làm việc đó. Đưa 5 đồng xong rồi nói: "Lỗ 3 đồng à." Cái quả báo liền mà mình không muốn đó. Lụm 2 đồng buổi sáng, tối mất 5 đồng. Tức không? Mà đâu phải mình muốn lụm đâu. Thấy quả báo ghê chưa? Kinh khủng như vậy đó. Thầy thấy người đệ tử khổ quá, quá khổ luôn. Mà thầy thì đi máy bay không, thầy không có lái xe nhiều. Thầy bán cái xe thầy cho nó luôn. Nhưng mà thầy không dám đưa tiền trực tiếp. Thầy mới lấy tiền thầy bỏ trong bao thư, thầy để lên cái bàn thờ nhà nó đó, cho có bàn Phật á. Thầy để đó. Thầy nói: "Con sử dụng cái này trong việc cần thiết để làm cái gì đó." Thầy biến mất. Ngày hôm sau thì qua tỉnh khác. Thì năm đó thì về Việt Nam, thì cổ gọi phone cho thầy, có nói: "Sư phụ, con muốn đi đón sư phụ." Mà từ nhà cổ lên sư phụ là 3 tiếng đồng hồ lái xe. Nói chi vậy? Nói: "Con muốn đón sư phụ về nhà con." Thì cổ đón mình về nhà. 2 ngày sau cổ chở thầy ra cái chỗ bán xe. Cái xe thầy bán có 7.000 thôi. Hồi nãy thầy nói là quả báo 4 lần đúng không? Mà cái xe cổ mua cho thầy á, cái giá để 33.000. Nhưng mà cái chỗ bán xe nó bớt 5.000 đi, còn 28.000. Cổ mua cho thầy 28.000, bắt thầy phải lái cái xe này về. Thầy lái xe về, thầy nghĩ: "Mình đưa nó 7.000 thành 28.000, có tin không?" Nó chính xác như vậy luôn á. Mà thầy nghĩ lại: "Ủa, mình đưa nó có 7.000 thôi, mà một năm sau nó thành 28.000. Nó lời kinh khủng chưa? Thì tại sao mình không cho nữa? Nhưng mà sau này thầy vẫn cho, nhưng mà thầy không có tính cái chuyện lời. Nếu thầy tính chuyện lời thì thầy bị tổn âm đức đó. Hiểu không? Cho nên thầy cứ cho thoải mái thôi. Thầy nghĩ tới cái xe đó thầy cho nữa. Nhưng mà thầy không có tính lời trong đó nha." Kinh khủng không? Cái người tu á, quả báo đi mau ghê lắm. Bởi vì mình trong sạch. Không phải mình trong sạch hơn nhiều người, không phải vậy. Nhưng mà trong sạch hơn thời mà mình chưa tu. Thật ra khi mình gửi ra nó đi rất là mau. Ra kia nó quay trở về. Quả báo một dây nhãn tiền đó. Ngày xưa không biết luật thì quả báo nó muộn lắm. Ngày nay biết luật rồi, quả báo một dây nhãn tiền là thế đó.
Thành ra khi chúng ta đã quyết tâm niệm Phật để được trở về với Phật Tổ trong mọi hoàn cảnh, trong lúc mình quằn quại cái giờ cuối cùng mình để trở về Phật Tổ, cố gắng làm sao tỉnh thức để niệm. Khi mình tỉnh thức niệm như vậy á, mình mới tiếp nhận được sự hướng dẫn chứ, đúng không? Còn nếu mà mình không có tỉnh thức để niệm á, nhờ hộ niệm tới niệm giùm, chứng tỏ là mình dở quá. Người tu niệm Phật mà cũng không phải nhờ người khác tới niệm giùm nữa, là mình chưa đạt tới cái mức niệm Phật rốt ráo, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ trung đạo nè, ngồi sừng sững đây đó, cái 80 năm sau cái nằm xuống rên rỉ là trật rồi. Không, quý vị, thầy nói đây nói thiệt mà, nói đùa đâu nha, nói thiệt đó. Lúc mà thầy thọ giới đó, quý vị cứ tưởng tượng đi, lúc 6 giờ sáng thì chim hót rời tổ, chiều về 6 giờ chiều là hót trước khi đi ngủ, đúng không? Nó báo giờ chúng ta là chiều phải nghỉ ngơi để nó giữ gìn cái năng lượng của ban đêm, rồi sáng mai tiếp tục đi làm công việc, đúng không? Đó là sự thiên nhiên. Mà lúc mà trung đạo thọ giới, ông thầy vừa gõ chuông tụng kinh một cái, lúc 12 giờ trưa chim tất cả các nơi đổ về trước chánh điện, đủ loại âm thanh hết, lớn nhỏ to ồn ào có hết. Khi ông thầy vừa buông cái mỏ xuống là chim chóc biến mất hết. Thì ngày hôm sau, bà chị của mình là một người cờ bạc vô cùng, cờ bạc từ nhỏ tới lớn, không tin Phật, tin Chúa là gì. Bà nằm thấy một cái cảnh thế này nè. Bà thấy bà đi chung với tất cả các vị mặc áo vàng đi lên trên núi, mà đông ghê lắm. Bà đi theo, bà tò mò, bà coi cái gì trên núi, thấy người ta đi đông mà tất cả là mặc áo vàng nha. Bà đi lên trên núi, bà tới đó, bà nhìn thấy. Bà không có nói cái câu cuối đâu, thầy nói, bà thấy tôi ngồi đó đúng không? Chung quanh tôi là người ta mặc áo vàng đúng không? Đấy. Ủa sao thầy biết? Thầy biết chứ. Rồi có một ông thầy nhỏ kia, ông nói, sư phụ á, sau này sư phụ chết á, chung quanh sư phụ chỉ có những cái đứa mà gọi là chắc chắc chút chút vậy, nó nhỏ xíu xíu, còn người thân không có ai hết á. Còn chung quanh á, là người lạ không à. Đây là chuyện có thật. Hồi 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, thầy luôn luôn nghe cái giọng nói trong lỗ tai thầy á. Thầy sống dài ghê lắm. Rồi thầy nói với ba thầy là người Công giáo mà. Thầy nói, ba ơi, con sống tới mấy trăm tuổi lận. Ông nói, mày có điên không? Ba của thầy là người Công giáo mà, người Bắc. Ông nói, mày điên rồi, mày nói chuyện tầm bậy không à. Mà thầy sống dài ghê lắm. Mà thiệt, cái bàn tay của thầy trước đó thầy sống đã dài rồi. Rồi sau này sống dài nữa, để làm chi? Ăn cơm của đàn na tính thí, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Bây giờ không có cái gì mà đánh đổ niềm tin của thầy được. Thầy niệm Phật miên mật. Thầy có kể vì nghe rồi, máy bay nó rung cả tiếng đồng hồ này, thầy tỉnh bơ. Tới giờ đi là ổng đưa mình đi liền, ổng đưa mình đi trước khi máy bay đâm đầu xuống đất đó. Vì lúc đó làm sao biết không? Nó gần đụng xuống đất, mình quảng hồn, mình sức hồn đi luôn. Thành ra cái xác mình nó chết trước khi mình đụng đất. Thầy nói đùa thôi. Thật sự mình rất an lạc trong cái chuyện đó. Rất an lạc. Được thì trong cái cơn mà hoảng sợ vô cùng á, mình xuất hồn đi liền à. Cái xác mình đụng đất rồi mình cũng không biết gì đâu. Tối đó ông Phật, ông chờ mình mà. Ngài ông dẫn mình đi luôn, khỏi lo. Bởi vì mình đã quyết tâm đi rồi mà, đâu có gì đâu sợ hãi. Sợ không? Sợ. Lúc đó thấy ghê lắm. Bằng chứng là cái bà đệ tử cũng niệm Phật giỏi lắm, ngồi bên cạnh thầy trên máy bay á, mà mùa đông mà xứ lạnh á, cái mây nó đặc kia lắm, máy bay bay vào trọng nó đụng những tầng mây đặc á, nó dằn giống như mình chạy xe mà lúc mà nhà nước mình đào lỗ này lỗ kia lên á, chạy nó dằn ghê lắm, nó dằn cả tiếng đồng hồ máy bay á, mấy con vít á nó sẽ lỏng ra rồi nó rớt, mà nó dằn mấy tiếng đồng hồ máy bay sẽ tan nát trên không trung á, mà nó dằn cả tiếng cổ sợ, mà nắm cái giặt áo này nè cứng nhắc luôn à. Mà thầy thì không niệm Phật, cổ niệm liên tục không ngừng. Tới chừng máy bay nó ngưng rồi đó, nó nói sao con thấy thầy tỉnh bơ vậy? Nói cô nắm tôi gì cứng dữ vậy? Nói con nắm là có rớt con níu thầy theo. Cái trời đất ơi, nếu mà cô không nắm tôi đi lẹ lắm, cô nắm tôi phải tuột với cô á, xuống dưới là sao? Nó nặng tôi phải xuống dưới à, tôi lên trển rồi.
Đừng có mong. Câu chuyện niệm Phật nó xảy ra cách đây 5 năm. Thầy lái xe ở Cali với hai ông thầy. Ông phía trước, ông ngồi phía sau. Tự nhiên trên xa lộ tối thui không đèn, hai bóng đèn trước cháy hết một lúc. Quý vị tưởng tượng thầy chạy 100, 200, 300 km/h. Ông bên cạnh thì đọc đại bi, ông đằng sau thì niệm Phật. Mà trung đạo cứ lái, không niệm Phật cũng không đọc đại bi. Nhìn cái xe chạy phía trước, cái đèn đỏ đỏ nhỏ nhỏ chạy, mấy tiếng đồng hồ mới về tới chùa. Thì mở cửa xe ra, hai ông thở cái hì một cái, thoát nạn. Chạy trên xa lộ mà 100, 200, 300 mà không có đèn. Vô chùa thì không có chìa khóa vô chùa. Thì trung đạo lui cui đóng cửa xe, thì hai ông lục chìa khóa trong ba lô không có. Rồi ông này cãi ông kia là tôi để chìa khóa, ông cầm ông bỏ đâu. Rồi nó qua nó lại thì hai ông lục ba lô ra cũng không có. Trung đạo hỏi chuyện gì, nói là không có chìa khóa vô chùa. Mà trung đạo lần khách tăng mà đến thăm hai ông. Thì trung đạo mới nói, trung đạo thấy chìa khóa còn trọng á, cái nói tụi tôi lục hết rồi, hai người lục hết đâu có thấy đâu. Nói đưa ba lô đây coi. Quý vị tưởng tượng không, thò tay vô lấy ra chìa khóa mà không có mò đó nha, không có mò. Thôi ủa sao thầy biết? Đâu nói tự tánh làm tự tánh biết. Thầy mới cầm cái chìa khóa đó một chùm vậy đó, thầy lại thầy mở cửa chùa ổng cái cốc, thầy đi vô cái đó, ủa ông biết chìa khóa nào mà ông mở đó? Tự tánh làm tự tánh biết đó. Tại sao mình có cái tánh đó? Tánh của Phật á, ổng làm ổng biết mà, mình chỉ làm theo thôi. Rồi hai ông đó về Phụng Hiệp, Cần Thơ cùng với thầy cách đây 3 năm, đi mua cá, cua, mọi thứ để mà phóng sanh á. Thì mua rất là nhiều, ở chợ bán rất là đắt. Mấy ông bỏ tiền ra mua mà, ở Mỹ về mà mua cho nhiều vô, rồi thả xong xuống biển. Cái ra tối ra chợ Cần Thơ, đi vòng vòng để tham quan cảnh Cần Thơ. Đi tới cái chỗ mấy cái cầu sập á, cái chỗ mà đang xây sập chết người đó, mấy thầy ra ngoài hồi hướng và cầu vãng sanh cho người ta. Xong quay lại chợ Cần Thơ chơi. Thì vòng 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 thì trung đạo thấy người ta bán táo á, ở bên Mỹ không có bán loại táo nhỏ Việt Nam mình. Trung đạo mới hút một cái bao táo, nói với cái bà bán, nói vậy nè: cô ơi cân đi 1,1 kg đó cô. Thì bà bỏ lên cân là 1,1 kg đúng luôn á. Cái hai em kia nói thầy sao thì biết được 1,1 kg? Thầy nói một câu: tự tánh làm tự tánh biết. Cái câu nói hoài. Cái ngày hôm sau thì thấy cái táo của Thái Lan nó bự quá, ngon hơn. Ông thầy bên cạnh mình cũng thích táo lắm, nói cô ơi bỏ 7 trái cân 1 kg đi cô. Thì cô lụm 7 trái cô bỏ vô cân đúng 1 kg. Thì ông thầy này ông nói 8 trái kìa cô. Nói dạ không, con lụm có 7 trái à thầy, đếm có 7 trái thôi. Thấy không, tại sao thầy biết được vậy? Thầy nói đại thôi. Thực sự cái ông trong bụng mình ông nói, mình nói theo. Nếu mà mình lắng nghe tiếng nói này nè, tiếng nói này gọi là tự tánh. Nếu mình nghe được một lần trong đời mà mình làm theo thì mình sẽ nghe được lần thứ hai. Nếu mình nghe được lần thứ hai rồi mà mình làm theo, mình sẽ nghe được lần thứ ba. Sau lần thứ ba rồi mình sẽ nghe được trọn đời. Đây gọi là vô sư trí. Ông thầy trong bụng mình, ông sẽ dạy mình từng bước một, từng bước một, từng sự suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói. Hay ghê lắm luôn. Mình lắng nghe được tiếng tự tánh của mình, tức là mình lắng nghe ông Phật trong lòng mình nói á, thì ông sẽ ngự trị trong mình và ông hướng dẫn cuộc đời tu học của mình tới nơi tới chốn luôn. Lúc đó ông kia ở ngoài ông mới nhìn thấy ông Phật này đó, ông Phật này mới dẫn mình tới ông kia được. Thì ông này là trung gian mà, ông mới giới thiệu chứ, đúng không? Nếu mình thấy không thấy ông Phật trong mình á, thì mình thấy ông kia nó hơi còn lâu một chút. Thành ra mục đích chính của mình niệm Phật là để mình nhìn được Phật tánh của mình trước. Khi mình sống với Phật tánh của mình rồi, đã hòa nhập rồi, thì ông Phật trong lòng mình sẽ đưa mình trở về với ông Phật đã thành. Cho nên Ngài nói tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Là lý do đó đó. Lý do đó là mình phải nhìn được trong lòng mình có ông Phật. Lúc đó mình mới nhìn được ông Phật đang đứng sẵn chờ mình kìa. Còn nếu mà mình trôi lăn trong thế gian nhiều quá thì làm sao mình nhìn được Phật tánh của mình? Rõ không? Cho nên thầy có viết cái câu là cho dù tăng tục ni sư cũng từ pháp giới chân như xuống trần,
Bởi vì chúng ta đó, đảo điên điên đảo phong trần, cho nên quên cả pháp thân của mình. Chúng ta tắm mình biển tục vô minh, ta bà chuyển kiếp tái sinh luân hồi. Bởi vì mình vướng cái tôi, cho nên phiêu lưu lang bạc nổi trôi bao đời. Muốn cho thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý nhìn nơi tim mình. Tim là chánh điện hiển linh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. A-di-đà Phật. Có đúng không? Chúng ta từ pháp giới xuống, nhưng chúng ta đắm mình trong biển tục vô minh nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp quá, cho nên mình quên cả pháp thân của mình. Đúng không? Bởi mình tắm mình biển tục vô minh, cho nên ta bà chuyển kiếp tái sinh luân hồi. Chúng ta đi tu, mục đích chính chúng ta là thoát khỏi vòng sanh lão bệnh tử. Đúng không? Thành ra mình phải hòa nhập với Phật, mình phải sống với Phật trong từng hơi thở, trong từng niệm một, thì mình sẽ không tạo tác nghiệp xấu nữa, mà cứ những nghiệp lành thôi. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với ông ngự trị trong mình nè, nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta mới học được những điều hay lẽ phải từ trong này. Cho nên các ngài dạy mình hay lắm. Này con, một khi con phóng tâm ra ngoài để kiếm một vị minh sư, thì con đã rời xa vị minh sư có sẵn trong con rồi. Và các vị nói thêm, một khi mà người đệ tử đã sẵn sàng rồi thì minh sư sẽ xuất hiện. Minh sư ở đâu? Minh sư trong đây nè. Ông sẽ ngồi dậy, ông dạy cho mình. Đúng không? Làm thử đi. Làm thử đi. Chúng ta không làm thì không đạt được. Chúng ta phải làm. Phải làm gì mà các ngài đã dạy cho chúng ta? Phải làm gì mà các vị ni sư, các thầy đã hướng dẫn chúng ta để trở về với các ngài? Mình phải thực hiện những gì mà các ngài đã dạy. Chứ phải niệm Phật khơi không mà được đâu. Không phải. Phải năng nổ, phải tinh tấn, phải miên mật, mình mới nhìn thấy được cái sự thay đổi trong cuộc đời của mình. Mình mới nhìn thấy được cái đời sống tâm linh mình nó lớn dần, lớn dần, lớn dần. Cái trí tuệ của mình nó sáng dần, sáng dần, sáng dần. Trí tuệ càng sáng, nghiệp lực nó càng mỏng. Hiểu không? Mình tiếp nhận tri kiến Phật càng nhiều, nghiệp lực mình nó càng ít. Trí tuệ mình bao trùm cả cuộc đời mình thì nghiệp lực không có. Rõ không? Nếu mà mình trí tuệ mù mờ quá thì nghiệp mình nó dày. Mình tối tăm quá, nghiệp lực mình nó khủng khiếp lắm. Mình vô minh quá, nghiệp lực mình nó bao trọn cuộc đời mình luôn. Tại nên mình sống trong vòng đau khổ hoài hoài không ngừng nghỉ. Mình trôi lăn trong vòng nghiệp chướng của mình không ngừng nghỉ. Quyền năng của Như Lai rất là rộng lớn, nhưng mà nghiệp chướng của chúng ta cũng rất là sâu dày. Thì đã nương vào niệm Phật để chúng ta bào đi những cái nghiệp chướng vô minh mà chúng ta đã tạo tác. Mình càng năng nổ chừng nào thì cái nghiệp mình nó càng nhẹ chừng đó. Nương vào niệm Phật để tạo định lực. Nhờ định lực mới phát triển trí tuệ. Nhờ trí tuệ mới thấy được cái gì là tạo tác nghiệp quả. Hiểu không? Thầy có nói tụng kinh niệm Phật là phát triển trí tuệ. Nếu chúng ta tụng kinh niệm Phật để cho nó qua cái thời 11 giờ này cúng ngọ, 6 giờ cúng vong, 9 giờ công phu, cho nó qua thời đi. Ngày nào như ngày đó, giống như ăn cơm nếp mà nó chán muốn chết. Tụng cho nó qua thời là chúng ta đang tạo nghiệp đó. Bởi chúng ta không hoàn tất được cái bổn phận một tu sĩ. Chúng ta có biết rằng là khi chúng ta ngồi xuống niệm Phật này, có rất nhiều âm linh ngồi chung quanh chúng ta để hưởng lợi lạc từ chúng ta hay không? Chúng ta không thấy được. Tại sao? Trí tuệ chúng ta chưa đủ sáng và con mắt của chúng ta chưa có mở đủ để nhìn thấy những âm linh đang khát khao cái sự giúp đỡ của mình mà mình không thấy. Phải biết rằng khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là chúng ta đang độ rất nhiều âm linh chung quanh mà chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt phàm được. Mà chúng ta phải dùng huệ nhãn. Cái huệ này là do sự tu tập mà có. Đó chính mình nhìn thấy được là bao nhiêu người ngồi chung quanh mình.
Phải nhớ rằng là khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là chúng ta đang giúp đỡ cho những người xung quanh tu học cùng với mình, ngay cả các vị hộ pháp luôn, các vị lớn luôn. Khi chúng ta càng tu tinh tấn như nào thì cái đạo hạnh của các vị mà đang độ mình nó càng cao hơn nữa. Chúng ta càng siêng năng, đạo đức các vị càng lớn, âm linh nó càng mạnh mẽ, nó nhiều cơ hội đi đầu thai vãng sanh hơn. Chúng ta giải đãi, chúng ta tạo nghiệp, những người xung quanh mình cứ bu bám mình hoài, cái mặt mình đầu nó đen lại, nó xanh lại, nó yếu đi. Bởi vì mình không biết cách độ cho những người đang cần giúp đỡ của mình. Có hiểu thầy nói gì không? Chúng ta tu với những người khác tu với mình đó, mình đang giúp đỡ cho những người đang cần thiết sự giúp đỡ. Những người đó là những người chết không được siêu sanh tịnh độ, chết không được đầu thai. Họ rất cần sự giúp đỡ chúng ta trong từng giây từng phút. Cho nên Phật Tổ Ngài nói một câu rất là tha thiết mong chúng ta chỉ cho 5 phút một ngày thôi. Hãy ban rãi lòng đại từ đại bi. Bởi vì sao? Khi chúng ta ban rãi lòng đại từ đại bi, nó còn quý hơn 1000 chén cơm cho người nghèo đói. Bởi khi mà mình ban rãi lòng đại từ đại bi ra, mình giúp đỡ rất là nhiều linh hồn trong cõi ta bà. Rất là nhiều luôn. Cho nên lời cầu nguyện của chúng ta ít nhiều gì họ cũng nhận được. Cho nên mình càng tạo phước đức trong âm thầm thì âm đức mình nó càng dày. Âm đức càng lớn, càng dày thì phước báo càng rộng, càng lớn. Phước báo càng rộng, càng lớn thì lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, lợi lạc cho chùa chiền nó càng nở rộng hơn. Bởi vì âm đức càng to thì phước báo nó đi theo, phước báo càng lớn thì lợi lạc nó đi theo. Đó là luật. Thành ra phải biết rằng là khi mình ngồi xuống niệm Phật tụng kinh là mình đang làm việc cho chư Phật để độ sinh, độ linh. Mình biết như vậy, mình ý thức như vậy cho nên mình làm rất là hạnh phúc để làm, rất là an lạc để làm, rất là hoan hỷ để làm. Bởi vì sao? Vì lợi lạc của tất cả mọi người mà làm. Đừng có tưởng tụng kinh một mình mà không ai nghe đâu. Lầm rồi. Các vị đang lắng nghe chúng ta từng chút một đó. Chúng ta có cái gọi là một cái graphic memories, là cái máy quay phim này nè. Cho nên lúc mà nhiều người xuống dưới cãi lộn với mấy ông phán quan dưới đó, nói mày làm điều này xấu đó, cãi tôi đâu có làm đâu. Nó nói không làm á, đứng lên đi con, chiếu cái phim ra đi, đứng lên cái mình kiến đại cái thấy hết cái gì mình làm á, giờ nào phút nào có ghi hết luôn, giống như computer bây giờ á, ghi hết mọi thứ á. Mà đã có từ ngàn xưa rồi, bây giờ mới ra cái computer là too late, trễ quá rồi. Các vị đã có sẵn hết trơn rồi. Nó gọi là minh kiến đài á, trong ngực mình nó có cái máy chiếu phim á, mình lên đó mình đứng ra nó chiếu hết những gì mình đã làm á. Đừng có tưởng qua mặt, đừng có hồng, không có được đâu. Một chút xíu mình nó bị ghi rồi đó. Nhất là những người tu rồi nè, bị ghi lẹ hơn là những người thường, bởi biết luật. Nhích chút xíu ghi xuống liền. Cái sổ đời của mình á đã bỏ rồi phải không? Đưa qua sổ đạo, hiểu không? Thì cái sổ đạo mình ghi lẹ lắm, cộng trừ nhân chia rất là mau, chút xíu lỗi xấu thành 4, thế không 10 cái lỗi xấu thành 40, 100 lỗi xấu thành 400, 1000 thành 4000, 1 triệu thành 4 triệu, kinh chưa? Sợ không? Sợ đó. Trung đạo thấy cái là sợ liền, lụm 2 đồng mất 5 đồng. Rất là rõ ràng, mau ghê lắm luôn á. Thì ra mình niệm Phật, mục đích chính của mình là gội rửa những cái nghiệp của quá khứ. Những cái nghiệp quá khứ mình đã tạo tác mà mình không ý thức là mình tạo tác. Những cái lời nói nhỏ nhẹ của mình đã làm đau lòng người ta. Những sự suy nghĩ của mình đã làm chết biết bao nhiêu cái tế bào trong não, trong đầu, trong người mình. Mình nói một câu ra người ta buồn phiền á, là trong người ta nó chết biết bao nhiêu tế bào liên tục sự buồn phiền đó. Bởi khi mình buồn phiền quá độ, cơ thể mình không phát triển được năng lượng. Mà năng lượng nó kém quá, tế bào nó chết không ngừng nghỉ. Mà nếu tế bào nó chết nhiều quá thành bệnh ung thư. Là do một lời nói của mình làm người ta đau lòng, năm này sang năm nọ, 20 năm sau nó sanh bệnh. Ghê chưa? Mình làm một câu chuyện thôi, 20 năm sau người ta bệnh đó. Mà mình tạo nghiệp mình không có hay. Mục đích của mình niệm Phật để mình thoát khỏi cái sự tạo tác nghiệp quả. Thành ra mình cố gắng giữ chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là hiện tiền, là giây phút này nè, là cái dây này mình đang niệm Phật, cái dây mình đang niệm, hơi thở này đang niệm Phật, thì mình không có tạo tác nghiệp xấu. Bởi trong cái đầu mình á, lúc nào cũng niệm Phật thì mình luôn luôn mình tạo nghiệp lành.
Cho nên nương vào niệm Phật để xóa tất cả cái nghiệp đã tạo ra trong hiện tại, để xóa những cái nghiệp mình sẽ tạo ra bằng cách là có những tư tưởng tốt lành không ngừng nghỉ là niệm Phật. Nhờ vào đó mà chúng ta không tạo nghiệp xấu. Rồi ngày mai đây, cái nghiệp mà mình gửi ra nó quay trở lại mình là những nghiệp lành không thôi, hiểu không? Cho nên mình thấy gọi là thuận cảnh đó. Còn lúc mình tu đây nè, mà cái chuyện buồn phiền tới hoài là nghịch cảnh, đúng không? Là bởi vì ngày trước đó đó, mình có những tư tưởng gì mình biết mà, cái hành động mình sao mình biết mà, nó quay trở lại thành nghịch cảnh đó, hiểu không? Cho nên mình hãy an vui những gì mà mình đã đang tiếp nhận nè. Những điều đau buồn, đau khổ, giận hờn gì nó tới với mình, biết rằng là mình đã tạo nó, bây giờ nó quay trở lại, nó đốt mình á, nó nhai mình á, hiểu không? Nó gặm nhấm mình á. Có một vị lớn tuổi rất dễ thương lắm, ở nhà là mẹ, sai cái gì ai cũng làm, đi tu rất là trễ, gần 80 rồi vô chùa ở, vô chùa ở xong xuôi rồi cứ vô phòng đóng cửa lại. Thì khi mà nghe cái dĩa trung đạo xong á, mà cô rất là hay, thầy đã bịt cái mặt lái xe rồi mà thầy mở miệng mà cổ biết là thầy trung đạo, mà thầy không nói thầy trung đạo, thầy nói không phải, cô lộn người rồi, nói chắc chắn cái giọng là có thầy trung đạo. Thì một tuần sau thầy quay trở lại cái nhà đó nữa thì gặp cổ, thì thầy mới nói cô rất là hay, nghe cái giọng mà cô đã biết thầy. Thì cổ thầy hỏi tu có được an lạc hạnh phúc, nói dạ được. Mà thầy nhìn cái mặt cổ là thầy thấy không được rồi, bởi cái trán của người tu ngộ lắm, khi mà mình giận hờn nhiều quá đó là cái trán này nổi một luồng hắc khí, cái màu đen, mà chỉ có thầy trung đạo mới thấy được cái màu đen đó thôi. Cái luồng hắc khí này người tu nó phát lẹ lắm, mình cứ giữ buồn phiền trong lòng nhiều quá đó thì nó nổi trên cái vầng trán mình nhiều lắm, cẩn thận nha, thầy thấy hết đó. Một chút là gặp thầy á, thầy biết hết trơn. Thì thầy mới nói phải rồi, an lạc lắm, an lạc lắm, vô phòng đóng cửa cái rầm nằm trong đó hả, giận hờn đúng không, tức tối. Cái cô đó đó nhìn mình vậy nè, bị điểm huyệt đứng luôn á, không nói được một lời nào luôn, đúng tim đen của cổ luôn. Ở ngoài thì vui lắm, đóng cửa rầm một cái vô trỏng hả, đập dương, giận. Thì ở nhà mình ta đâu có đối xử mình vậy đâu, trong này mình phải làm việc này việc nhỏ việc kia phải không, mà người nhỏ tuổi nói mình nữa, thì mình còn mang cái pháp thế gian vào trong chùa mà, thật ra giận hờn vô cùng. Thầy nói xong á là cổ ngồi im luôn, không nói tiếng nào. Cái tuần sau á mời thầy đi ăn chiều á, gia đình đi chung, gia đình giờ đi tu hết rồi, thì nói bữa thầy nói giống như thầy điểm huyệt con không mở miệng được luôn. Đúng thầy, con vô trong đó là thôi con chịu không nổi, vì cái tánh thế gian con còn nhiều quá mà con không có chấp nhận được, cái nghi cái này cái nọ cái kia, rồi con chống đối âm thầm con vô trong phòng con là con giận nổi sân nổi điên lên trong phòng. Thiệt sự chỉ nổi nhiều quá là cái trán bắt đầu nó nổi màu đen lên. Thì thầy mới nói còn thích giận hờn lắm hơn, nó dạ, sao không lấy pháp danh thích giận hờn đi cho nó dễ chịu một chút. Thích buồn phiền hả, lấy pháp danh thích buồn phiền đó, dễ lắm. Thành ra mình là người tu, mình phải bỏ những cái không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, những nhu cầu cần thiết thì đem nó vào, những cái gì không cần thiết thì bỏ nó đi, cho nên mình mới nhẹ gánh để mà tu. Chẳng hạn như mình đeo cái ba lô, đúng không? Muốn không gánh nó làm cách nào? Đeo ba lô, nhưng mà cắt cái đáy của ba lô đi, không có đồ đựng. Thì thấy nó lủng rồi, không xài nữa, dục luôn là xong. Thầy vô chùa Dược Sư, thầy may 12 bộ đồ, 4 bộ nâu, 4 bộ xám, 4 bộ trắng để tối nghỉ ngơi. Thầy kêu mấy cô á, may túi cho thầy, dốc cái miệng xuống. Mấy cô không có hiểu, mấy cô nói, sao đựng đồ thầy? Thầy nó cứ may dốc cái miệng túi xuống cho thầy đi, khỏi mất công đựng. Thấy chưa? Mấy cái túi đưa cái miệng xuống cái nè, đựng đâu có được đâu. Hiểu nói gì không? Hả, còn túi là còn mang đó, hiểu không? Còn lụm đồ bỏ vô mang nè, còn mang nghiệp. Hiểu nói gì không? Tại ra cái quần áo thầy á, thì yêu cầu người ta may cái túi chóc xuống hết. Chắc ăn nhất, cái chìa khóa thầy cầm á, thầy đưa cho học trò thầy cầm luôn, thầy khỏi cầm. Thầy sợ cầm cái gì trên tay lắm. Rồi có cái túi bự thầy đi không bao giờ mang cái túi bự theo. Cái túi nhỏ xíu đựng cái phone là cũng phiền lắm rồi, hiểu không? Làm biếng chứ không có gì, làm biếng dữ lắm. Kệ nó, cái gì dục được dục cho rồi, mất công cầm trên tay.
Tập như vậy á, mình mới bỏ được những sự phiền toái, những cái phiền muộn, những cái giận hờn. Nếu mình không tập, không bỏ được, thì bỏ được rất nhiều thứ luôn á, không cần thiết. Vì mục đích chúng ta tu niệm Phật để làm gì? Là rời bỏ những cái nghiệp xấu đã tạo ra, bắt đầu tạo những nghiệp tốt lành để dọn cho con đường tu học, để ngày mai đây mình có thể đối diện với Phật Tổ mà ngồi học hỏi từ nơi Ngài. Mục đích chúng ta được trở về với Phật, đúng không? Đúng không? Thì làm sao được trở về với Phật? Các vị đã biết rồi đó. Từ bỏ những tư tưởng có thể tạo nghiệp, từ bỏ những lời ăn tiếng có thể tạo nghiệp, từ bỏ những hành động có thể tạo nghiệp xấu, làm chướng ngại cho việc tu học của mình, và bắt đầu tạo nên những gì mà an lành, nghĩ những điều an lành, nói những điều an lành, làm những điều an lành. Nếu không nghĩ được an lành, đừng nghĩ gì hết, niệm Phật. Nếu không nói được những điều an lành, đừng mở miệng nói, niệm Phật. Nếu mà không làm được những gì điều tốt lành hết, ngồi xuống gõ mõ tụng kinh. Gõ mõ tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để từ chối những việc làm không tốt lành nè. Hồi đó mình làm bậy quá, giờ cầm cái dùi gõ đi để đừng làm bậy. Nghe bậy quá, nghe tiếng mõ đi để đừng nghe bậy. Nhìn bậy quá, nhìn xuống kinh đi để nhìn bậy. Đúng không? Nghe bậy quá, nghe tiếng đọc kinh của mình đi để đừng nghe bậy. Miệng nói bậy quá, đọc kinh đi để đừng nói bậy. Phương tiện lớn nhất mà mình không có biết. Tu sửa, tu bổ, tu chỉnh là ngay chỗ này nè. Mà mình không có ý thức được nó. Mình cứ nghĩ là tụng nhai qua thời là hết chuyện. Trật lất. Làm việc không ý thức là không có kết quả. Đúng không? Làm bằng tấm lòng, bằng con tim, bằng trí tuệ, bằng sức mạnh, thì việc làm nó mới có kết quả như ý. Nghĩ tới Phật, trong lòng có Phật, trong đầu có Phật, trong miệng nói ra có Phật, việc làm cũng vì Phật. Nên mình tạo nghiệp lành để chi? Để hướng con đường trở về Phật. Đó là mục đích chính của chúng ta, mục đích cho tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay. Tu, mục đích chúng ta là được giải thoát, được trở về với các ngài. Nhưng bên cạnh đó phải có một cái lý tưởng, là lý tưởng phục vụ huynh đệ, anh em, bá tánh, chúng sanh, chia sẻ sự an lạc hạnh phúc của mình có từ chư Phật đem đến tất cả mọi người. Cầu mong tất cả mọi người được an lạc và hạnh phúc trong từng hơi thở, trong từng sát na, cùng cuộc sống của chính bản thân mình. Nam mô A Di Đà Phật.